Rồi, thầy sẽ chỉ các em cách chia VLAN là như vậy nè. Các em để ý như vậy nè, các em thấy ở đây mình có cái switch nè. À, ví dụ như ở đây các em thấy cái PC này á, thì thầy bin, các em thấy thầy bin hết. Nè, các em thấy là thầy đặt IP rồi á, thầy bin sang .2, rồi .3, .4 là được hết rồi, thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Bây giờ cấu hình làm sao á, nó không bin được mấy cái này. Nghĩa là bin được cái này nhưng mà không bin được mấy cái này, ví dụ như vậy. Ý là mình chia thành VLAN thì người ta mở cái switch lên, người ta có cái câu lệnh là cấu hình xem VLAN là như vậy nè các em. Show VLAN. Các em thấy không? Mặc định á, các em thấy mặc định cái à, mặc định nè. Các em thấy cái VLAN của nó mặc định là cái, là tất cả các cộng này không? Thấy chưa? Nghĩa là chung nước chung là thấy nhau hết á. Thấy không? Bây giờ làm sao mà mình cấu hình làm sao là nó chỉ một số nào, giống như sau này mình có một cái vòng mình muốn chia thành nhiều nhóm, các nhóm không thấy nhau được để cho bảo mật á, ví dụ như vậy. Đó, thực tế có như vậy nhé. Đó, nên là thì người ta sẽ làm sao, thì bây giờ thầy hướng dẫn các em cách làm nè. Cái này do thầy dùng câu lệnh. Rồi bây giờ coi vô cái bài lab này, cái này là xem VLAN nè. Rồi bây giờ mình sẽ tạo VLAN nè, thì cũng phải có vít termino này luôn. Đó, cái này là phải có vít termino cái dạng luôn. Nghĩa là các em thấy nó lên cái chữ giống như hồi nãy rồi đúng không? Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo VLAN 1 nè, VLAN 10. À, tại VLAN có tên là 10 như vậy. Đó, mình sẽ đánh cái câu lệnh này vào. Thì các em thấy nó tạo được cái VLAN này rồi nè. Rồi bây giờ cấu hình cái VLAN nó là gồm IP nào nè. Đó, thì ở đây có đặt cái tên VLAN nó là kế toán. Giả sử có một cái phòng kế toán, đặt tên thôi, cái tên thôi chứ không phải là đó, cái tên của cái VLAN đó là kế toán, thấy chưa? Rồi cấu hình cái VLAN, rồi ASIC, bây giờ mình sẽ tạo VLAN 2 là một cái VLAN nữa là 20, rồi ASIC nè, đó mình lại tạo thêm một cái VLAN nữa là 20, đó. Rồi đặt tên cái VLAN đó là kỹ thuật nha, đặt tên VLAN đó là kỹ thuật bằng câu lệnh này ha. Thực tế các em là người ta cũng soạn ra file buộc xong rồi người ta lưu trữ lại, mấy mốt là coi lại cái ví dụ này là chứ không thể là nhớ hết được. Lúc trước thầy làm việc thầy cũng soạn ra hay là sưu tầm xong rồi cứ giữ đó, sau này mình muốn làm gì mình bỏ lại tài liệu ra mình coi. Giả sử thay vì kỹ thuật một hay kế toán một cái gì đó mình coi chứ không thể là nhớ hết được đâu ha. Rồi tiếp theo mình lại nhìn vô cái này nè. Bây giờ có câu lệnh nè, mình sẽ cấu hình cái mình hãy cái dãy từ F01 này à, tới F02. Đây là hôm trước mình hay cấu hình là một cái đúng không, bây giờ cấu hình cả hai cái luôn ha. Thì các em nhìn ở đây nè, mình sẽ có một cái cấu hình ASIC sau khi làm thành xong ASIC nè. Rồi các em để ý cái switch của mình nó gồm nhiều cộng nè, thấy không? Mình sẽ cấu hình hai cái này trước. À, mình cấu hình một lúc hai cái luôn, nghĩa là cộng 1, 2, hiểu biết không? Cả cộng đến từ cộng 1, cộng 2. Mỗi lần mình hay cấu hình một cộng đúng không? Bây giờ mình cấu hình một lúc hai cộng luôn, là thuộc VLAN nào? Thì ở đây các em coi đây nè, là chuyển nó là VLAN 10 này, hiểu chưa? Đó, chuyển nó là VLAN này, nghĩa là nó sẽ là truy cập VLAN 10 đó. Đó, ý là chỉ cộng 1 cộng 2 là VLAN 10 này á ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ cấu hình có một cộng nữa nè, thấy không? Và cái cộng số 3 này là VLAN 20 ha. Rồi sau khi có xong ASIC nè đó. Rồi bây giờ cấu hình cộng này và cộng này sẽ là VLAN số 2 20, là nói chung là cộng 1 không cộng 1 cộng 2 bên với nhau thôi chứ là không bên được qua bên kia rồi đó ha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ thử, mình sau khi đó mình sẽ bên thử các em coi nhé. Và là các em nhìn nè, ở đây các em thấy không, mình dùng giao diện, các em thấy không, nó là VLAN 10 nè, dùng giao diện cũng được. Các em thấy cái này là VLAN 20 không, mình dùng giao diện cũng được nhé. Được chưa? Còn cái này là mặc định là cái VLAN 1. Mấy cái này mặc định VLAN 1. Rồi bây giờ mình
Các em để ý bây giờ nhìn nha. Để coi còn còn 5 phút. Bây giờ các em để ý con trỏ này nè. 01 nè. Cái này là 4 rồi. 02. Rồi. Này 3. Rồi bây giờ coi nha, bây giờ thầy thử binh cái lại nè. Mình coi mình đưa con trỏ đây có IP. Rồi, bây giờ các em coi thầy binh lại cái 1 cái 2 coi. Tại vì cái mặc định của thầy là cái 1 á, binh thấy được rồi đúng không? Nè, từ bên đây binh qua đây nó cùng về lên với nhau đó nha. Đó, bây giờ thầy thử binh qua cái 3 coi nó có báo lỗi không? Đó, các em thấy là nó không lượt liền thấy không? Ao này thấy chưa? Ý là thầy đã chia thế này là bên lên khác rồi thấy không? Vậy là các em mấy mốt mà thực tế bảo mật á, người ta có thể chia ra cùng tấm cùng giấy mạng nhưng mà không cho thấy nhau. Các em hay thấy là đấy, tại sao mà các em binh không thấy được á? Đó, nghĩa là cùng squid luôn nhưng mà không cho thấy nhau. Đó, không cho binh thấy nhau. Đó là người ta chia vê len á. Đó. Đó. Ví dụ như mình qua cái 4 nè. Các em thấy mới ao luôn nè. Tại vì hồi lấy mình vê len 10 là hai cái này thấy không? Thấy chưa? Đó, cái này vê len 20 còn cái này vê len 1 nè. Đó, thì các em cứ coi theo cái vai cuộc này. Đó, thì ai mà làm xong bài lab số 8 thì làm thử cái này nhé. Rồi.